Đây các bạn, hôm nay mình trở lại thăm cụ bà bán snack nè. Hôm nay thấy bà cụ vừa ra đến nơi luôn. Đây là địa chỉ sau chợ Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp nha. Bà cụ đang tiến đến cái điểm mà bà cụ thường ngày bán, đó là cái bóng mát ở trên nè. Cái bóng cây mát sát cái tường đó các bạn. Chúng ta còn đợi bà cụ dừng lại, mình lại nói chuyện nha. Hồi nãy mình có muốn giúp đỡ bà cụ nhưng mà cụ không chịu, bà cụ nói là để cho bà cụ khiêng cái xách cái bịch oxy, mấy bịch oxy nó cho nó dễ đi. Đó, có khách mua cho bà cụ đó. Cô mua ủng hộ bà cụ hả cô? Đúng rồi. Mình nhà mình gần đây không? Nhà mình á, cô ở dưới kia kìa, cô ở cách đây hai con hẻm. Dạ. Hồi đó cô đi học giáo lý ở đây thì cũng gặp bà cụ hoài à. Học giáo lý thì chắc cô còn nhỏ lắm hả? Đúng rồi. À, là bà cụ bán hồi xưa bán giờ. Bán lâu lắm rồi. Hồi xưa là bà không có gia đình á. Hồi đó bà bán suốt. Từ hồi đó đến bây giờ. Hồi lúc xưa còn đi thẳng mà bây giờ khòm lưng luôn á. Dạ. Dạ dạ. Rồi. Mua về cho cháu ăn hả chị? Ờ, mua cho mấy đứa nhỏ nè. Dạ, không có gì cô. Mình thấy bà cụ đi rất là chậm, không biết thì khi nào từ nhà đi tới đây thì bà cụ mất bao rất là nhiều tiếng nữa các bạn. Tại vì mỗi lần đi một xíu như vậy thì rất là lâu. Tại vì bà cụ phải khom lưng và chống những cái bịch snack nó mới đi được. Sáng giờ ngoại bán được nhiều chưa? Nhiều lắm. Có khi nào bán mà ngoại có cái bịch nào mới trống đi được đúng không? Có khi nào mình bán hết cái bịch rồi mình đi sao? Dồn lại đi hả? Này bây giờ chị Diệp ở ngoài Hà Nội ấy, gửi cho bà ngoại 1 triệu, bà ngoại ăn uống, bà ngoại ơi. Thôi để đây cho gửi cho các kia cũng bao nhiêu. Không, bà chị Diệp nói ngoại lấy đi để. Cảm ơn chị nhiều. Sao lại ngồi nói lý do không nhận đi rồi con biết đường nói với chị. Chị nói ngã chỉ trầu đó. Thì cảm ơn chị nè, chị vô quán tôi. À, là có nghĩa là ngoại không muốn lấy tiền. Mà khi nào mà có khách mua bim bim rồi khách gửi ngoại tiền thì ngoại lấy luôn. Bây giờ mà ngoại mới tới chứ ngoại được bao nhiêu mà ngoại đi về rồi. Nhanh quá vậy. Ở về bán gì kia. Bán gì kia ta chặn bánh ăn mai ta đi. Đi Vũng Tàu người ta chơi người ta ăn đó. Ui, ngồi bán này mà cũng có người đặt đi Vũng Tàu luôn hả? Chị đó ở đâu sao không đem tới? Đúng kia thì nó nhớ nhà chị của ai mà. Là ngày nào? Ngang nhà chị chơi giỡn với mấy cháu con. Ngày nào cũng gặp. Là nói chung là gần nhà ngoại á. Không, không gần. Ý là đi ngang cái đường bán á. Ừ, ngang nhà chị á. Rồi ghé chăm. Mấy đứa con chị cũng vui lắm, nói chuyện chơi con chị. Rồi dịp nhà chị đi chơi đó, rồi chị dặn bánh cái luôn. Nó mua người ta cũng vậy, mua niềm tươi à, bán sỉ bán chắc bán nhiều lắm ngoại ha. Bán nhiều
ngoài bán cho chị đó, chị ngoài có bán rẻ không? À, ý là bán rẻ không? Bán cũng vậy thôi mà chị mua nhiều ăn nhiều, mua nhiều ăn ít, ít vô chừng đâu có biết. Chị mua nhiều là mua bao nhiêu? Không biết, hồi nào giờ mới dặn nay mình đâu biết bao nhiêu nữa. À, đi, mua đi Vũng Tàu ăn chơi đúng không? Chơi. Chắc nhiều lắm, ở ngoài khoảng 3-4 bịch á. Giờ chị đi mua ba bánh, đi chợ mua đồ ăn. Rồi giờ chị là giờ ghé tôi nghe rồi chị ghé. Dạ. Hôm nay chị đi gì chưa vậy? Dặn hôm qua. Rồi sáng nay ngồi đi mấy giờ mà giờ mới tới đây? 6 giờ. 6 giờ sáng. Rồi giờ là 9 rưỡi rồi ngoài. 9 rưỡi, vậy là sớm ha, có bữa rồi. Tới đây gần 10 giờ, cho giờ hết rồi. À. Khi đi ngang chợ thấy hậu chị nó cũng ăn nữa. Ngồi bán canh cái giờ học trò ra đó, ngồi bán. Ừ, bán được. Nhưng mà sao ngồi không nhận tiền người ta cho ngồi ta? Là mình bằng ăn được là tự mình đi, còn làm lao động được là mình không nhận tiền. Theo ý ngồi là vậy. Mình nghe vậy thôi. Giờ về chị, 10 giờ chị, 10 giờ hả? Dạ. Dạ, ăn nè không? Dạ không. Mấy miếng. Dạ thôi được, cảm ơn, không ăn hết gì, cảm ơn. Phượng mới cho nè. Dạ, cơm gì được rồi chị. Cơm. Đâu có răng đâu, nhai. Cảm ơn. Cái này mềm. Cái này mềm mà. Đừng mở ra nó mềm. Đừng mở ra. Kệ nó. Thôi đó em. Chị lấy mấy miếng ăn đi. À, không mấy đâu. Trời ơi. Một cái tiền Phượng với trai dễ chị. À, biết nó gặp tao mua mà trả tiền nó không lấy à. Nãy nó đưa cốm kia cứng lắm, cốm gì cốm gạo, bự bự bự, cốm gạo ăn được mà nó có ăn được. Dạ. Rồi lấy cái cốm này dạ. Để nó mất mất vậy. Không ra tính theo ra rồi về cho cũng về. Nhưng mà ngồi chưa tới nghỉ được bao nhiêu mà đi về tiếp, rồi đi miết khi nào mới tới nhà? Bao nhiêu nào tới 1-2 giờ, 2-3 giờ chừng nào nó tới. Mình đi bán mà có giờ giá thì luôn một giờ. Giờ giờ nào giờ cũng đi, giờ nào cũng đi. Bữa trước vô nhà ngoại luôn mà không thấy ai. Có hả? Nhà tôi hả? Biết nhà hả? Biết. Hay vậy. Ngoại chính xác là ngoại có mấy người con? Tôi đâu có chồng. Không có chồng có. Không có chồng từ xưa tới giờ không? Nhỏ giờ không có chồng. Là giờ ngoại ở với ai? Con chung với em với cháu. Đông lắm, em cháu đó. Đông là mấy người ngoại? Chục người không? Em cháu cô dì cậu vô tùm lum tùy đấy. À là cái nhà nó ngồi ở chung vậy á. Ừ, đông. Ủa cha mẹ lại lỡ ở mà. Rồi lỡ ngoại không bán nổi thì nó ai? Nó nuôi mình. Bình thường có nói nuôi nội không? Nuôi chứ. Nhưng mà sao ngoại phải đi bán như vậy? Mình không đi bán nó cũng nuôi, mà mình đi bán thì giờ ăn chung còn có, ăn không có cũng cho mình ăn vậy chứ đấy thôi. Nó có phân biệt phải trả tiền tháng tiền đâu không có. Dạ. Này cũng như còn mấy cái hàng này ngoài lấy ở đâu? Em lấy dùm, em lấy dùm về mình bán. À là người em lấy dùm cho ngoài rồi ngoài đi bán vòng vòng. Ngày gọi bán lời bao nhiêu con hỏi thiệt? Lưu bù khi nhiều bán nhiều, cái mít thì bán ít cái mít em. À thôi đi về là chưa? Trăm mấy ngoài đâu được, trăm mấy mấy chục, vài ba chục gì vài ba chục. Rồi ngoài để tiền làm cái gì? Mua bánh bán. Mình phải lời chứ, mua bánh là một chuyện rồi mình phải lời bao nhiêu? Lời mua bánh nhiều, bán nhiều rồi mua bánh nhiều, ăn ít thì mua bánh ít. Mai đây bánh nhiều lắm, mai ngồi có cái cột điện lắm. Cái ngồi bên đây nè, mai ngồi bên đây tới chợ về chị. Ồ chị chợ về hả? Dạ. 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 Mai bán từ sáng tới tối ngồi bên đó ngồi thằng kia trước ngay xe mà nằm. Nhật là bán từ sáng tối luôn hả Ngọt? Tối luôn. Mưa lớn thì khoảng 3 giờ, 4 giờ về. Còn dạ. Mưa sáng cũng ngồi luôn, che là ngồi luôn. Lấy gì che? Con có thấy ngồi con? Có mưa mai chủ đồ nhiều lắm chứ. Mai em mấy bịch nhẹ. Mai lại có đồ cho chắc nhiều lắm, từ đây nhiều lắm. Rồi, ngoài bán trong hẻm này chắc nhiều người biết ngoài lắm ha? Từ lớn tới nhỏ biết hết. Ai cũng biết. Mấy đứa nhỏ đi qua thấy nhìn mấy bịch oxy này cũng thèm á thì ngoại có cho không? Thường ngoại cho không? Cho nó đâu có ăn. Mình cho nó đâu có ăn. Ví dụ nó không có tiền mà nó muốn ăn quá thì ngoại có cho không? Cũng đưa, nó không ăn. Nó không ăn không nên mang tội. Bây giờ còn gửi ngoại mấy chục ngàn uống nước được. Là quyết định không nhận bất kỳ tiền gì luôn hả ngoại? Ví dụ người ta mua bánh ngoại, người ta chỉ tiền thừa, người ta ngoại có lấy không? Mua bánh thì mua
mà nó tiền. Không, tiền thừa, ví dụ à, tiền dư á, không à. Ít ra trả gì. Có khi người ta cũng trả nhiều. Rồi người ta đưa làm dư, đưa người ta có bán nữa. Cũng đủ số tiền người ta ha. Thôi đi về lấy bạn ở đợi tôi. Dạ, ngồi đi về nha. Ngồi đi cẩn thận nha. Ở đây không biết khi nào tới nơi đó, dép mang không được nữa mà sao ở đây ngồi. Đi một chút để được cái ba bánh này trà chấm 1 triệu vô mang vậy nè. Đi ngay đâu ghét đi trước mình đi làm sao. À. Thì được cái ta nhiều quá. Đi con chở đi cho nhanh. Ồ. Oh. Nè chân tay đi tìm mà. Tay là ấy chai hết luôn rồi nè. Chai ừ. Trống rồi không? Ừ. Chai ngoài trống á. Chân mà. Đi về cái đâu chân không ngoài. Bà ơi muốn lên ruột muốn mướt cũng lên ruột chứ. Đau lắm chứ phải đi, chứ phải đi chứ làm sao. Đau lắm nhưng mà cũng phải đi bán. Ừ. Sao vậy? Sao? Ờ, mình chưa nghỉ, mình đâu có nghỉ. Cái ngón này nó muốn tóc da. Nó đau lắm, đi bước đau lên được, lên ra. Dạ. Nghỉ đi. Chứ nó nghĩ mình nghỉ, thì không nghỉ đâu có nghỉ. Nghỉ, dạ. nghỉ, ngày ăn nhầm thì bệnh tôi, thì bệnh cho suốt đời. Chứ ngày ăn nhầm thì sao đi về. Dạ, dạ, phải về nha. Cảm ơn nhiều nha. Đây bà cụ vừa tới đây khoảng chưa tới 15 phút nữa bà cụ đầu đi về đi bán điểm khác. Coi những cái bịch snack à, để bán lẻ cũng như là bán cái hộp lớn cho khách hàng. Khách nào mua nhiều thì bán nhiều, không ít bán ít. Bà cụ thì không có lấy tiền thừa cũng như là tiền ủng hộ bà cụ không lấy. Gọi đi bộ con không biết khi nào tới nơi luôn á. Giờ 3 triệu tháng. Mình đi người ta có giờ giấc gì đâu mà mình sợ. Tới chiều người ta về mất tiêu. Không, giờ đến đây đưa bánh trầu mình đi về. Đó là kia kìa. Vậy con biết bà cụ này không? Ừ, cô thấy bà bán lâu lắm rồi đấy mà bà khổ lắm đấy. Nhìn thấy bà cụ rất chi là khổ. Chú có cái giúp đỡ bà cụ thoát nghèo. Bà cụ không chịu nhận đấy, con đưa tiền mà cụ không chịu nhận. À vâng. Ừ, cụ phải nói là thì lắm đi qua nhiều khi á là muốn thiếu cụ 5.000, 3.000 thì cụ không nhận đâu. Sao vậy chị? Sao chị cụ không nhận? Cũng không biết nữa. Không biết là cụ có con cái gì không mà nhìn thấy cụ thương lắm. Dạ. Đi về đây mọi người thì hồi nãy thì mình có nhận 1 triệu đồng của một người chị bên ở Hà Nội nhờ trao đến bà cụ nhưng mà cụ nhất quyết không nhận. Bà cụ nói là chỉ khi nào mà chị đó vào đây mua bim bim của ngoại thì ngoại mới nhận tiền đó, chứ còn ngoại không muốn nhận tiền người ta cho cũng như là tiền thừa mua bánh. Nhìn bà cụ đi lom khom trời nắng nhìn rất là thương, nhiều người cũng rất là thương bà cụ, cũng mua họ cho bà cụ sớm đi về nhà. Theo như lời chia sẻ của nhiều người bán tạp hóa ở trong sau nhà thờ Hạnh Ông Tây quận Gò Vấp thì mọi người chia sẻ là con cháu bà cụ không cho bán nhưng mà bà cụ thích đi bán như vậy để cho nó thoải mái cũng như là còn muốn ra ngoài đường cho nó vui vẻ hơn ở nhà. Cái con cháu vẫn lo cho bà cụ đầy đủ nhưng bà cụ không chịu.
mọi người có ai ủng hộ bà cụ thì từ khoảng từ 8 giờ tới 10 giờ ở con hẻm sau chợ Hạnh Đông Tây quận Gò Vấp nha mọi người, thì mình tới ủng hộ bà cụ. Ai mua bà cụ rất là vui, nhưng mà bà cụ không có nhận tiền thừa, như là những cái từ mà cho bà cụ thì bà cụ không có nhận, chỉ mua bánh bà cụ mới nhận thôi. Mọi người trong clip tiếp theo của mình, xin chào quý vị và các bạn.